hoạch phát triển bền vững, nông nghiệp thuần tự nhiên, giải pháp phân loại rác thải tại trường học và nhà ở, lớp học xanh, v.v. là những dự án mà hơn 60 bạn trẻ trên khắp cả nước đã mang đến diễn đàn thanh niên và phát triển bền vững VQS diễn ra vào tháng 8 năm 2019 tại nhà vườn Chim Tây, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là chương trình thường niên của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Tiến Phình Lên như một vườn ươm thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp của thanh niên về môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Thì chương trình của mình diễn ra bắt đầu từ khi Tiến Phình Lên thành lập từ năm 2009 thì đến nay đã được 10 năm rồi. Chương trình tổ chức ra để nhằm kết nối các thanh niên từ các cái khu vực khác nhau trên đất nước Việt Nam. Hay những bạn thanh niên có thể là xuất phát điểm của các bạn từ các cái môi trường khác nhau nhưng có chung nhiều quan tâm về môi trường. Và diễn đàn cũng mong muốn là các thanh niên này có thể là những hạt giống thay đổi để có thể về địa phương lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường này, về phát triển bền vững ở cộng đồng dân cư của mình cũng như là cứu ra những người xung quanh. Cái thứ ba là mình tổ chức những buổi chơi game, những cái buổi mà nó vui vẻ một chút, nó hài hước một chút để cho các bạn ấy kiểu mình có thể lôi kéo được sự chú ý của các bạn ấy để có thể khuyến khích các bạn ấy thực hiện những cái hành động xanh. Đến với cả VYS thì đầu tiên là có mang tới trong một cái dự án những trật cú giảm rác để có thể giúp trường học giảm thiểu lượng rác thải nhựa. Trước cái lúc mà khi mà đến với cả VYS mà chúng mình đã có đề xuất ra thì đầu tiên là mọi người chưa có tinh thần lắm, hoặc là vẫn luôn có những cái suy nghĩ là có thể là chúng mình sẽ không thể thực hiện được. Nhưng mà khi mà đến với VYS, khi mà đưa ra cái đề xuất của dự án của mình, khi mà mình nghe được những cái phản hồi của mọi người ấy, thì tự dưng lại cảm thấy hừng hực khí thế trở lại và tự dưng cảm thấy thật là muốn làm. Mọi người đều ủng hộ mình, mọi người đều support cho mình, mình sai lầm ở đâu mọi người đều sửa giúp mình. Em đưa ra 3 giải pháp mà em tham khảo được từ khắp nơi trên thế giới để xử lý rác hữu cơ tại nhà mà không tốn nhiều tiền và nhiều công sức. Diễn đàn diễn ra trong 7 ngày, cung cấp cho các bạn trẻ kiến thức chuyên sâu về 5 nhóm chủ đề chính. Trong đó, anh Phan Công Tiến, công ty cổ phần EPC Điện Mặt Trời Việt Nam chia sẻ về chủ đề năng lượng. Chị Châu Vân, Chi cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và chị Lê Hoàng Phương nói về thực trạng rác thải. Với chủ đề đa dạng sinh học và kinh tế xanh, các bạn trẻ được gặp gỡ kiến trúc sư Đặng Sơn và chị Lê Trang từ tổ chức Green Việt. Bên cạnh đó, chia sẻ của anh Trần Ngọc Đăng đến từ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề ô nhiễm không khí. Năng lượng này, rồi rác thải này, rồi đa dạng sinh học, tất cả những cái hợp phần đấy mình nghe thì tưởng là nó không liên quan đến nhau, nhưng đâu đó ở trong chính những cái hợp phần đấy nó có cái sự liên kết. Ví dụ như là bạn phát triển năng lượng thì bạn cũng sẽ gây ra ô nhiễm không khí và bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Ngoài ra thì đa dạng sinh học thì nếu như mình không có cái sự đa dạng sinh học tốt ấy, thì mình sẽ không thể chống lại được biến đổi khí hậu. Nó có những cái sự liên quan đến nhau và tất cả đều hướng đến chung đến một cái lớn hơn, đó là phát triển bền vững. Diễn đàn về môi trường á, thì anh thấy là cũng nhiều, nhưng mà riêng cái diễn đàn hôm nay á, thì nói là môi trường, ảnh hưởng môi trường mà trong cái ngành năng lượng thì anh thấy là cũng rất là đặc biệt và ít có, đặc biệt là các những bạn trẻ là các bạn mà sau này là lớn lên và làm những thế hệ mà sẽ là trụ cột của đất nước, thì nếu mà hiểu biết cái vấn đề môi trường mà trong ngành năng lượng mà càng tốt á, thì nghĩ là giúp chút ích cho bản thân các bạn cũng như là giúp ích cho cả cái xã hội của chúng ta. Trong khóa học, học viên VQS còn được đến thăm những người nông dân tại vùng rau hữu cơ Thanh Đông, xưởng sản xuất đồ tre thủ công, quán ăn với quy trình xử lý rác khép kín, hay lắng nghe câu chuyện trồng cây giữ đất của làng Chim Tây. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp các bạn hiểu hơn về mô hình phát triển bền vững và có thể tự tin phát triển dự án của mình trong tương lai. Mình được lắng nghe rất là nhiều câu chuyện truyền cảm hứng từ những anh chị rất là lớn, luôn trăn trở về rác, rồi những anh chị luôn mong muốn được đóng góp, được thay đổi, phát triển cộng đồng của mình, cũng như là những em còn rất là nhỏ, những em chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 thôi. Và mình được kết nối với mạng lưới rất là nhiều bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc Trung Nam, và luôn thấy biết ơn vì đã nhận được năng lượng tích cực cũng như là sự sẵn sàng giúp đỡ mình trong chương trình và cũng như là sau chương trình. Đều là những người rất là giỏi giang, xuất sắc, có trách nhiệm, có tình yêu với môi trường và có sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng. Đó.
Và tôi nghĩ là các bạn chính là những cái hạt giống tuyệt vời để có thể lan tỏa những điều tốt đẹp, lan tỏa tình yêu môi trường đến mọi người.